Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin phát thanh có hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Ba. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Ngày 26 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 gồm bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Lê Thị Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Ba. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Lê Thị Yến đã thông báo đến cử tri các nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Quốc hội khai mạc ngày 31 tháng 10, dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 11. Cử tri huyện Thanh Ba mong muốn tại kỳ họp thứ 8, cùng với thực hiện các nội dung của kỳ họp, Quốc hội tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Trong sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cần quan tâm đến công tác cán bộ. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, giám sát chặt chẽ các dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước để tránh thất thoát, lãng phí, sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án đầu tư không phát huy hiệu quả. Bà Nguyễn Thúy Anh, đại diện giải đáp một số thắc mắc của cử tri, đồng thời tiếp nhận những kiến nghị cử tri phản ánh để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngày 26 tháng 9, huyện đoàn Thanh Ba tổ chức Đại hội Chóng Ngoan Bắc Hồ lần thứ nhất năm 2019. Tham dự đại hội có 50 đại biểu Chóng Ngoan Bắc Hồ tiêu biểu, đại diện cho hơn 16.000 thiếu nhi trong toàn huyện. Những năm qua, thiếu nhi nhi đồng huyện Thanh Ba đã có nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi. Nhiều đội viên đạt danh hiệu Chóng Ngoan Bắc Hồ. Các phong trào được tổ chức như Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bắc Hồ dạy, Thiếu nhi Thanh Ba noi gương anh bộ đội Cụ Hồ. Trong năm học 2018-2019, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn huyện đã giành được hàng ngàn bông hoa điểm tốt, hàng trăm đôi bạn giúp nhau cùng tiến. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Toàn huyện đã có 821 lượt em học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa và trong các kỳ thi giao lưu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong đó có 33 giải cấp quốc gia, 59 giải nhất, 128 giải nhì cấp tỉnh. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, cũng như những cống hiến của đội ngũ giáo viên, tổng phụ trách đội trong nhà trường thời gian qua, và mong muốn đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội, gia đình và nhà trường hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm, chung tay chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để thiếu nhi được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện, góp phần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, tham gia tốt các phong trào thi đua của tổ chức đội, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bắc Hồ. Tại đại hội, Ban Thường vụ huyện đoàn đã trao tặng giấy khen cho 50 thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu cháu ngoan Bắc Hồ năm 2019. Nhân dịp này, các doanh nghiệp và hội khuyến học huyện đã trao tặng 20 suất học bổng và phần quà cho các em thiếu nhi tiêu biểu vượt khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Ngày 24 tháng 9, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh các cấp giai đoạn 2016-2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành của huyện cùng 49 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của huyện. Trong thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện Thanh Ba đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Số lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng đều qua từng năm. Tính đến năm 2019, toàn huyện có 7.420 hộ đạt bằng 61% so với hộ đăng ký. Phong trào cũng đã đóng góp tích cực trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, đoàn kết tương thân tương ái giúp nhau làm giàu. Từ đó xuất hiện thêm nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm lá lành đùm lá rách, các cấp hội nông dân cơ sở đã tham gia vận động hội viên nông dân, giúp đỡ trên 182 hộ hội viên nghèo với tổng số tiền trên 318 triệu đồng và trên 800 ngày công lao động sửa chữa nhà ở, giống vốn sản xuất kinh doanh. Qua đó đã giúp 369 hộ thoát nghèo.
Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Ba tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo. Hàng năm có từ 80% số hội viên nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững với phong trào xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã đạt được. Đây là những nội dung thiết thực của nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục xây dựng nhân rộng mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với nhau, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất hàng hóa, làm tốt vai trò cầu nối để các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân. Tại hội nghị, huyện Thanh Ba đã khen thưởng cho 15 hộ nông dân và cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giỏi cho 49 hội viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, sáng ngày 27 tháng 9, huyện Thanh Ba đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với chủ đề chiến dịch năm 2019 là hành động địa phương tác động toàn cầu, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Huyện Thanh Ba đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9. Thông qua chiến dịch nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích và vận động người dân sử dụng các sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng một lần. Năm nay, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, huyện Thanh Ba sẽ tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các khu vực công cộng. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 tạo ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Sáng ngày 22 tháng 9, tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba đã tổ chức lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Thiền Lâm thuộc khu di tích lịch sử cấp quốc gia đền Du Yến. Tham dự lễ khánh thành có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ; Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ. Về phía đại biểu huyện có ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Ba; ông Nguyễn Kim Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba, cùng lãnh đạo xã Chí Tiên, đông đảo tăng ni Phật tử và bà con nhân dân địa phương. Chùa Thiền Lâm, xã Chí Tiên là một trong năm hạng mục nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đền Du Yến, tọa lạc trên ngôi đền Sơn Ngọc. Trải qua chiều dài lịch sử, các công trình xây dựng tại khu di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó và thể theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương, ngôi chùa đã được cấp phép khôi phục và tôn tạo lại. Ngôi Tam Bảo chùa Thiền Lâm được đầu tư xây dựng theo phong cách truyền thống, mặt bằng kết cấu kiến trúc kiểu chữ công gồm 3 tòa tiền đường, trung đường và thượng điện. Trải qua 2 năm xây dựng từ năm 2017, đến nay ngôi chùa đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích 490 m², kinh phí trên 7 tỷ đồng. Những phần việc chưa hoàn thành ước tính khoảng trên 2 tỷ đồng đang phụ thuộc vào sự phát tâm công đức của các Phật tử. Chùa Thiền Lâm không chỉ là một công trình tôn giáo thờ Đức Phật, không chỉ là nơi giải tỏa tâm linh, cầu ban phước lộc của chúng sinh, mà còn là một di sản văn hóa của huyện Thanh Ba cần được bảo tồn và tôn vinh. Chiều ngày 26 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm và có buổi làm việc tại đài truyền thanh huyện Thanh Ba để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của đài truyền thanh huyện và nghe lãnh đạo đài báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2019.
Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, trang thiết bị cũ mà thiếu, đài truyền thanh huyện chỉ có 2 máy quay, trong đó một máy quay đã quá cũ và một bộ dựng dùng cho cả phát thanh và truyền hình. Nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của tập thể cán bộ đài, trong 9 tháng đầu năm 2019, đài truyền thanh huyện đã sản xuất 116 chương trình phát thanh với 194 buổi phát sóng. Về truyền hình đã sản xuất được trên 200 tin phóng sự trang địa phương phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Phú Thọ, đạt trên 150% kế hoạch theo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba và đài phát thanh truyền hình Phú Thọ trong năm 2019. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin xây dựng 2 chuyên mục phát thanh và bản tin truyền hình của huyện trên cổng thông tin điện tử, đăng tải tin tức sự kiện chính trị, các hoạt động của các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã trên mạng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện, tiếp cận kịp thời với thời đại 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin. Ngoài ra còn phối hợp với các ngành đoàn thể xây dựng và sản xuất các phóng sự, phim tài liệu quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế du lịch. Kết quả đạt được trong các phong trào thi đua như 10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện, Đại hội Liên hiệp Thanh niên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của tập thể Đài Truyền thanh huyện, đồng thời cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm để Đài Truyền thanh tập trung tuyên truyền trong thời gian tới, như công tác sát nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, xây dựng nông thôn mới và những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đồng chí mong muốn cán bộ Đài Truyền thanh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền năm 2019 và những năm tiếp theo.